Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá đầu truyện novel Bóng Ma Xanh, xoay quanh hành trình quá khứ, trưởng thành và giác ngộ bóng tối, giác ngộ cái ác của Ultraman Trigger, một kẻ phản diện có dấu ấn rất lớn trong loạt phim Ultraman Taiga nhé. Tớ về rồi đây. Trigger mừng rỡ khi thấy Taro trở về từ sau nhiệm vụ trên trái đất. Và giờ đây, Taro được biết đến với danh hiệu anh hùng thứ 6 của đội Ultra Brothers huyền thoại. Taro kể cho Trigger hết mọi chuyện và trải nghiệm của anh trên trái đất, đặc biệt là sự gắn kết giữa anh và loài người. Dù cho con người có bao nhiêu gian khó đè lên, thì ắt hẳn sẽ có thứ tệ hơn xảy ra, nên Ultra không chiến đấu bảo vệ con người mà cùng nhau hợp tác với họ. Con người là bạn đồng hành không thể thiếu với ta, Taro khẳng định. Nhưng chẳng phải con người luôn phá hoại môi trường và liên tục gây chiến tranh, kỳ thị lẫn nhau hay sao? Trigger phản bác. Đúng là như vậy. Con người có thể nhiều mặt tối, nhưng vẫn có nhiều người nữa có tấm lòng tốt đẹp. Tớ không thể bỏ mặc nhiều người vô tội như thế chỉ vì một số ít kẻ xấu. Cách nhìn nhận sự việc một cách tích cực như vậy của Taro hoàn toàn trái ngược với Trigger. Taro tò mò về dụng cụ mà Trigger đang chế tạo. Tuy nhiên, nó còn thiếu một chút dữ liệu cuối cùng. Taro gợi ý cho Trigger sử dụng tình đoàn kết để hoàn thành nó. Trigger dấy lên nghi kỵ. Nếu như tình đoàn kết bị phá hủy thì nó sẽ trở nên vô dụng. Tuy vậy, dữ liệu của Taro, một người đã chiến đấu và đi khắp mọi ngóc ngách của vũ trụ, chắc chắn sẽ có ích trong việc hoàn thành nghiên cứu này. Trigger đã đồng ý. Và sản phẩm đã được thu gọn thành một thứ có thể đeo trên tay. Chức năng chính của nó là biến đổi các Ultra thành các hạt tinh vân và chứa vào các thiết bị hoạt động như chìa khóa. Dùng một hệ thống biến đổi hạt để đọc các chìa khóa đó, mượn cơ thể sinh vật sống với các cấu trúc lượng tử khác nhau để chiến đấu trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng bởi cái tên hệ thống biến đổi hạt tinh vân quá dài, Trigger quyết định đổi tên nó thành Taro Spark. Xong, bởi tên của thiết bị nên tượng trưng cho tình đoàn kết của các thế hệ tiếp theo, Taro đã gợi ý đặt cho nó cái tên Taiga Spark. Taiga trong tiếng Ultra có nghĩa là người can đảm ôm lấy mặt trời. Taiga, một cái tên đẹp, Taro nghĩ sẽ dùng nó để đặt tên cho đứa con trai của mình sau này. Và rồi, Taro lại phải rời đi làm nhiệm vụ. Lần này là để chống lại kế hoạch của Zapul trên hành tinh Giri thuộc hệ hành tinh Altar. Tạm biệt số 6. Việc Taro phải rời đi một lần nữa khiến cho lòng Trigger cảm thấy trống rỗng. Một đêm dài đẵng lại bủa vây, ánh sao trôi khỏi đôi mắt này, hiện hữu bên ta vầng thái dương, xua tan những âu lo chán chường. Vậy xin hãy đừng rời xa ta. Chương 4. Mặt khác của ánh sáng và bóng tối. Thánh địa ánh sáng vắng bóng Taro như trở nên vô vị trong mắt Trigger. Mọi người đề bạt cho anh làm trưởng cục khoa học công nghệ vũ trụ, nhưng Trigger đã từ chối. Do bất cứ thứ gì mà hành tinh này tạo ra để nâng cao an ninh thì kẻ thù sẽ tiếp tục tấn công với lực lượng mạnh hơn. Nó chỉ càng làm cho cuộc chiến trở nên thêm khốc liệt mà thôi. Giờ đây, Trigger đã nhận ra được nỗi buồn rầu của Hikari. Dẫu vậy, vì là một người bảo hộ ánh sáng là chính nghĩa, nên ta phải tiếp bước tới phía trước theo ánh sáng. Nhưng ánh sáng của thánh địa là gì? Ánh sáng là một thứ không thể thấy hoặc chạm vào được. Chúng ta chỉ có thể nhận ra ánh sáng do nó phản chiếu lên một cái gì đó. Lý do mà ánh sáng có thể chói sáng như vậy là bởi có bóng tối ở xung quanh. Nếu như không có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng. Ngay cả hành tinh này cũng vậy. Từ vụ nổ mặt trời 270.000 năm về trước, tới sự thành lập của Plasma Spark Tower, cuộc xâm lăng của Embera và việc cố gắng để lấy được lõi của Plasma Spark dẫn đến sự đi đầy của một người, Ultraman Belier. Thánh địa ánh sáng, nơi không hề có tội phạm, thậm chí là cảnh sát, lại tồn tại được một Ultraman ác độc. Tại sao một người dân của hành tinh này, đáng ra là một thực thể ánh sáng, lại có thể chìm vào bóng tối? Tại sao ai cũng biết đến cuộc nổi loạn của Belier, nhưng không ai thực sự tìm hiểu động cơ và lối suy nghĩ của hắn ta? Khi bạn nhìn sâu vào vực thẳm cũng đang nhìn vào bạn. Đó là lời mà Taro nghe được từ người trái đất. Tuy nhiên, điều đó không cản được trí tò mò của Trigger. Khi đắm mình vào nghiên cứu, thì Trigger nghe được tin từ Hikari đáng kính. Thực thể sống trên hành tinh Ark đã bị Boga ăn sạch, mặc cho sự cố gắng của Hikari. Do vậy, Hikari đã trở thành một con quỷ, sống chỉ để trả thù Boga. Mặc trên người bộ giáp Ark Gear, anh giờ đây mang tên Hunter Knight Tsurugi. Người mà Trigger ngưỡng mộ, là người đáng kính của tộc xanh, này đã trở thành một con quỷ khát máu chỉ biết trả thù. Sự tồn tại của Belier và Hikari
chứng tỏ các Ultra không phải là thần thánh, nhưng họ lại có sức mạnh như những vị thần, đi bảo vệ cho sự cân bằng của vũ trụ bằng cách đặt ánh sáng và bóng tối lên bàn cân. Chẳng phải họ chỉ là con người với thân xác to lớn cùng cái đầu ngu muội thôi sao? Chỉ vì có sức mạnh nên các Ultra đi khắp vũ trụ giơ cao nắm đấm mang danh chính nghĩa. Chẳng phải đó là điều cực kỳ nguy hiểm với vũ trụ này hay sao? Vậy bóng tối và ánh sáng cũng chẳng khác gì nhau cả. Nó thực chất chỉ là hai mặt của đồng xu. Và rồi, Chergia rời khỏi thánh địa ánh sáng trong điên rồ và mất phương hướng. Chergia tới hành tinh Tutuola, một hành tinh dùng để xả rác của vũ trụ dùng bởi liên minh giữa các vì sao. Một nơi mà Chergia cho rằng nó cũng như chính bản thân của anh vậy, một tên Ultraman vô dụng và rác rưởi. Chergia thấy một thực thể hữu cơ trong đống rác. Nó gợi cho anh nhớ tới Gargoza. Chergia muốn một người bạn đồng hành cùng mình nên đã tự mình tạo ra một loại sinh vật như Obscene, giống Namekon dùng những thực thể hữu cơ đó. Anh đặt tên cho nó là Snork, nghĩa là sinh vật bé nhỏ trong ngôn ngữ của hành tinh mình. Tuy nhiên, sinh vật đấy tiếp tục hấp thu hết mớ rác này tới mớ rác nọ được thải ra bởi liên minh, đến mức nó trở nên khổng lồ và hung hăng. Nó bắt đầu tấn công các thành phố và cư dân ở Tutuola. Chergia không thể ngăn cản nó nên anh quyết định sử dụng lỗi cấu trúc DNA của Snork để tiêu diệt nó. Snork chết đi, hóa thành một bông hoa nhỏ. Kể cả ta và người giờ không thể sống trên hành tinh này được nữa. Bông hoa tan biến và bóng tối một lần nữa lại bao trùm lấy trái tim của Chergia. Chergia giờ đây trôi nổi giữa vũ trụ. Đã hàng nghìn năm trôi qua, tin tức về việc Taro có con tên là Taiga lan tới tai Chergia. Nếu Taro đi trên con đường của ánh sáng, thì Chergia sẽ tiếp bước trong bóng tối. Rồi sẽ có một ngày, cả hai gặp nhau nơi phía cuối con đường. Đó là điều mà Chergia luôn tin tưởng. Chergia tiếp tục dành thời gian để nghiên cứu về thời điểm mà bóng tối và ánh sáng còn trộn lẫn vào nhau, thời điểm hỗn loạn, thời điểm mà trước khi thánh địa ánh sáng lan tỏa hào quang của mình đi khắp vũ trụ. Dường như những văn tự vũ trụ cổ đại trên Tikatu có manh mối về nó. Chương cuối, hành tinh tàn tích. Trải qua một thời gian dài trong vũ trụ, ánh sáng và bóng tối dần mất đi ý nghĩa của nó. Chergia đáp xuống hành tinh Vorhees. Đây là nơi mà không gian bị bẻ cong, một nơi nguy hiểm, và nó là nơi yên nghỉ của một thể hỗn nguyên cổ đại có thể hủy diệt sự cân bằng của vũ trụ. Trong quá khứ, khi bóng tối và ánh sáng không hề tồn tại, mọi thứ chao đảo trong hỗn loạn. Sự chao đảo này là một biển vô thức khổng lồ, và nó được phong ấn sâu bên trong vực thẳm để duy trì cân bằng. Khi người ta mơ, giấc mơ ấy kết nối với vực thẳm một cách vô thức. Có khi nó sẽ là ác mộng, có khi lại là nguồn cảm hứng. Thứ xác hỗn nguyên nơi đây đã tồn tại vài tỷ năm. Chergia bắt đầu đọc thần chú để mở phong ấn liên kết với vực thẳm. Bóng tối của vũ trụ đã tồn tại giữa các vì sao. Hãy nghe lệnh ta, hãy thức tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn thu của ngươi. Một bong bóng màu xanh hiện lên, Chergia chạm vào nó. Và rồi, bong bóng ấy nổ thành vô số tà thần xuất hiện và nhập vào người Chergia. Tới đây, các vị thần cổ đại không tên tuổi, ta và thể xác của ta là lễ vật cho ngươi, hãy tận hưởng đi. Trời đất rung chuyển trước sự gào thét của các tà thần, và như một cơn lốc, chúng chui thẳng vào Carlo Tamer của Chergia. Chergia sử dụng phép và sức mạnh của Ultra kèm theo một bộ giáp để phong ấn chúng sâu bên trong người mình. Sức mạnh mới này ban cho Chergia khả năng chiến đấu bất khả chiến bại. Totera Kerepos, một tia sét có thể biến mọi sinh vật sống trở nên điên loạn hoặc hủy diệt chúng. Totera Shura, phép dịch chuyển giữa các đà vũ trụ tức thời. Với sức mạnh này, Chergia không phải dựa dẫm vào ánh sáng biến đổi. Color Timer của Chergia cũng sẽ không bao giờ bị nhấp nháy nữa. Và rồi, anh rũ bỏ danh hiệu Ultraman của mình. Giờ đây, Chergia đã vượt qua cả ánh sáng và bóng tối. Sức mạnh này ban cho hắn khả năng dịch chuyển khắp mọi đà vũ trụ. Hắn sẽ làm mọi cách để chối từ ánh sáng và tình đoàn kết mà lũ Ultraman nói tới. Tình đoàn kết chỉ tồn tại khi có người không thể giữ cho nó trọn vẹn. 100 kẻ ngu dốt hợp sức lại chỉ khiến nó ngu hơn gấp trăm lần. Hắn tới hành tinh Kobol, ban cho mụ phù thủy không gian Manor khả năng biến mọi thứ thành pha lê, và ban cho bà tuổi trẻ vĩnh hằng. Hắn biến đổi Regocyte để lên đường dọn sạch bất kể mọi loại vi khuẩn nào nó gặp được. Hắn từng bắt gặp Grisha trên đường đi của mình, xong vì nó là thực thể vô định, không liên quan gì tới lý tưởng của hắn nên hắn đã bỏ qua. Một đêm nọ, Chergia tới trái đất ở một chiều không gian khác. Đây là nơi mà con trai của Belier, Ultraman Jit, sinh sống. Cậu nhóc có một người bạn là Alien Pegasa luôn trú trong bóng của cậu. Hắn quyết định đưa cả hai sang vũ trụ khác
đẩy Pegasa sang nhập xác Kaiju, buộc Trishit phải tương tàn với người bạn của mình. Như vậy, cậu sẽ tiến gần hơn tới bóng tối của Belier. Nơi mà Chergia đưa họ tới chính là vũ trụ của Ultraman Ripper. Người Anh sử dụng Crystal có chứa sức mạnh của Taro và con tim hắn đang bị chao động. Chergia đã lợi dụng những cảm xúc tiêu cực trong lòng của Yukio Toi, người bạn của Rosso, và biến cậu ta trở thành Kaiju, đặt cho hắn cái tên là Snake Darkness. Bằng cách đó, Chergia đã đẩy Rosso vào con đường cùng. Cuộc sống là những lựa chọn, chỉ được chọn một trong hai. Nhưng dù ta lựa chọn gì đi nữa, thì kết cục cũng chỉ là bi kịch, hoặc chăng có khi là hài kịch. Chergia này tồn tại khắp mọi đa vũ trụ. Dù cho cơ thể hắn chết đi bao nhiêu lần, thì ở vũ trụ khác, hắn vẫn sẽ được tái sinh. Chergia đã vượt qua ngưỡng cửa sinh tồn, trở thành Ultraman đứng trên tất cả. Giờ đây, hắn là Chergia, là sự hiếu kỳ điên dại. Hắn sẽ tấn công Thánh Địa Ánh Sáng với sức mạnh này. Taro ắt phải ở Thánh Địa Ánh Sáng. Liệu con của ngươi, Tai Gà có ở đó hay không? Ta rất mong được gặp cả hai, để rồi chứng kiến cảnh ta vượt qua ngươi, Taro. Vậy, trên đây là câu chuyện tiểu sử của Ultraman Chergia, một kẻ phản diện đã để lại dấu ấn vô cùng đáng nhớ trong loạt phim Ultraman Taiga. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Nếu như yêu thích những sản phẩm của chúng mình thì đừng quên để lại comment, like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annette đã tất cả phong ấn. Cậu là cuối cùng. Joker! Tôi và cậu 戦うことでしか分かり合えない!